Cảm động hình ảnh chú chó níu giữ lấy mái ấm của mình, còn mỗi cái chăn lót đổ mà ông trời cũng muốn đem đi nốt, khiến cộng đồng mạng cười lăn cười bò. Có lẽ hình ảnh xót xa nhất trong cuộc sống này chính là hình ảnh về những mảnh đời đáng thương đang cố chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tuy nhiên thì không phải hình ảnh nào cũng đem lại sự đồng cảm, xúc động, bởi mới đây cộng đồng mạng đã được một fan cười bò vì màn níu giữ tổ ấm của một chú chó Shiba trước thời tiết bão gió. Chiếc chăn, cái bát ăn cơm mà chủ mới phát cho tháng trước còn thơm mùi mới, nằm chưa ấm chỗ thì chả hiểu sao hôm nay bão nó đến, nổi gió lên tính cuốn theo tất cả. Không cam tâm mất đi khối gia tài duy nhất của mình, chú chó này đã dùng hết sức để níu giữ chiếc chăn lại, còn cái bát thì thôi bỏ đi. Sau một hồi chật vật, cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì chờ một đợt gió nữa lại thổi với cường độ mạnh hơn, cuốn theo cả chăn cả bát trước ánh mắt bất lực của em cún. Ông trời thật là quá đáng, người ta đã níu kéo như níu người yêu cũ thế rồi mà vẫn chẳng dù tình thương. Nhà còn mỗi cái bát để ăn, mỗi cái chăn để nằm mà cũng mang đi mất. Được thêm cả lão chủ không ra giúp con nưng đó quay tót tót, đến như tôi thì tôi cũng bất lực mà phải khóc mất thôi. Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận được sự thích thú của cộng đồng mạng, nhiều comment để lại như: nhớ các mạnh thường quân giúp đỡ cho em nó cái chăn mới, chuyển qua số tài khoản của tôi cũng được. Sen không ra hộ tôi mà con đứng quay phim hả? Bữa ăn giấc ngủ là quan trọng nhất, giờ đây mất hết thành vô gia cư luôn rồi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hành động đáng thương này của chú chó Shiba? Cùng comment bên dưới để TBChan được biết nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TBChan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.